thành phố xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Thì video này Thành Phú chia sẻ vài tác phẩm bonsai, trong đó có những hàng siêu mini nè quý vị. Đấy, mời anh chị em mình cùng xem hết clip. Đấy, hãy trầu siêu mini đẹp chưa. Đấy, chia sẻ anh chị em mình có nhiều cái size lắm, từ một người B, hai người B và siêu mini. Đây là những hàng khai thác, đấy, như là hàng sam núi trái, những cây mà thành phẩm. Đấy, hiện tại là trước màn hình quý vị anh chị em mình cùng thượng lãm và Thành Phú chia sẻ một tác phẩm sam núi trái để anh chị em mình tham khảo. Hiện tại thì trên cây là đầy trái, trái kín cái nguyên cái dàn tán luôn. Đây, cái dàn, cái form này rất là đẹp nữa, phải nói là cái form cũng khá là tuyệt vời. Hàng khai thác già, chăm nuôi lâu năm, hiện tại thì trái kín rồi. Quá trái kín. Từ từ Thành Phú sẽ quay trong cái bên trong cái dàn xương cũng như cốt để anh chị em xem. Trước mắt quay trái đi, quay trái này, các cái dàn tán này. Đấy, cây này thì cũng chơi theo lối cắt giật, bấm trận cắt giật, vì cây nó nuôi lâu mà nó già đó, cứ ra form vậy thôi, mình cứ bấm thôi. Rồi tiếp tục mời anh chị em mình xem phần bên trong. Cây này nó bộ đế nó là hết chậu. Đây, bộ đế hết chậu. Chiếc chậu này là kích thước 34. Hiện tại là cây đế hết chậu. Bộ đế khá đẹp nè, dễ thương. Hàng đây là hàng lâu năm, già. Quá già không? Còn dàn xương thì thôi, khỏi nói rồi. Dàn râm, dàn xương nó cù gắt hết rồi. Chơi theo lối cắt giật thì anh chị em mình biết rồi, quá trình quá lâu, dạ tay chân cù gắt. Thì đo cái tán là 1m1, tổng tán là 1m1, mà nếu mà mình đo từ tim xuống thì ít hơn, nó ngắn hơn, còn mình đo từ trước ra sau là 1m1. Đo hoành thân, thân là tức là đoạn eo đây trên đế là 24, về chiều cao là 37, chậu là chậu 34. Đó, một tác phẩm mà hàng khai thác quá đế không, đế quá đẹp không. Yeah, cây này lâu lắm, xây dựng và nuôi cây này thôi quá rồi. Cái dàn xương đặc biệt mà làm theo lối cắt giật thì quá lâu, cái này nó tay bông nó cứng hết rồi. Hiện tại trái quá trái, sắp tới thì trái nhiều hơn lá rồi. Quá trái, từ trên xuống dưới nó đuổi nguyên một cái tán trái luôn. Đấy, nếu mà hệ cắt giật thì anh chị em biết rồi, khi nó đã ra form ra dáng rồi thì bắt đầu mình mới chơi theo lối cắt giật, tạo cho nó ra form. Đế đẹp không, quá đế này, tuyệt vời bộ đế. Yeah, đúng là anh chị em mình để siêu tầm chơi quá ok. Nếu mà kích thước B thì chắc người khỏe khỏe B đấy, chứ mà yếu yếu B cũng chắc cũng nặng. Rồi anh chị em xem lại tổng thể. Một mini hải châu, một mini hải châu. Cây này thật sự nói là cái cốt thì thôi, không thể nào mà anh chị em mình nhìn thấy cái cốt không? Xuất sắc, quá xuất sắc. Nếu mà nói về xây kích mini mà bỏ bàn thì thôi, một cây hải châu mà cái cốt như thế này, quá. Wow. Cây này nuôi dàn tán cũng khéo hết rồi. Đây, dàn nhôm nó cũng cắn hết rồi. Bởi như cái cây này thì không có
chia trái quý vị, bởi vì còn đang mình đang làm cho cái dàn tàn này nó dày thêm nên cây này không chơi trái. Bởi khi mà cái mùa hải châu á, anh chị em mình chơi trái là chắc chắn là cái cành nhánh nó bị đứng. Nếu muốn nuôi cành nhánh là không nên chơi trái, mình cứ cắt đi để cho nó đẩy lực được các cái cành nhánh chi dâm. Đấy, cột quả cột không, giống kiểu hình thú mà đang nằm không, nó nằm quanh cái đầu lên đó, thấy không, rớt dàn tán xuống quá ok và hợp lý cho những cái cây mà hàng siêu mini mà mini loại bỏ bàn ha. Chị em thấy cốt hai châu mà phê không, sắp tới cái dàn tán này nó xong nữa rồi thì sang năm sau cây này sẽ cho một cái tán trái là tuyệt vời. Năm nay không lấy trái này mà bông nó cứ ra. Đó, mình nuôi dâm mà mình nuôi tay nuôi dâm là không nên chơi trái, hợp lý và ok không. Đây này, cái phần phần trong này mình thấy cái chân là khéo khéo lắm. Cái cốt này phải nói là nó hay. Về kích thước thì cao khoảng 24 là tính từ mặt chậu, còn cái đế này là 60 nè, tổng đế 60, nhưng mà cây này là đế còn sâu dưới nè, nhưng mà không thể nào mà phơi lên được đâu, tại vì cây còn đang nuôi dâm mà. Nó tạm thời là đế 60, còn cái tán này là nó có cái đổ hoành, nó dạng như cái đổ hoành á. Cái đổ hoành thì mình tính nó khoảng 50 thôi, chứ mà nếu mà mình đo theo cái đường hoành thì nó rất là dài. Hay không ạ? Anh chị em xem hay không? Đó, quá đẹp. Cái chậu này thì chiều dài của nó là 32, nếu đúng ra chính xác là 31.5. Đó, nó cũng xém xém 32 ở chậu này nè. Cây mini, chuẩn cây mini đó. Đẹp. Một cây me già. Chia sẻ anh chị em một cây me già xây kích 1 người B. Cây này là hàng siêu già. Để thân nó ngộ lắm. Thân nó co ngộ, cực kỳ là ngộ luôn. Cây này kiểu văn nhân nhưng mà cái cốt nó hay. Cái co nó này độc đáo không? Thân mà lên nu hết nè. Dàn tay cành này đang có hoa luôn nha. Đang rớt hoa đây. Tay cành cũng khá là ổn rồi. Thân lắc. Đây đế nè. Cây này cốt chậu lâu năm. Form khá hay hai mặt luôn. Cây này nó duyên dáng. Con lọc non. Đặc biệt là cái co thân nè. Nó hay. Nó lên ở phần nu nữa nè. Cũng chỉnh chu một chiếc chậu rồi. Đang bông, đang hoa. Một cây me 1 người B. Hàng già, cực chất á. Đại đế nè. Về chiều cao là 62. Cao 62 là từ mặt chậu. Tán là 68. Hoành thân mà cái đoạn nơi nơi cái co đây là 20. Thân 20. Và chậu là chậu 30. Kích thước chậu 30. Còn đế thì hết chậu. Một cây me quá già. Dáng nghệ thuật. Văn nhân mà nghệ thuật quá. Thật sự hai mặt đều đẹp. Chơi mặt nào cũng được. Và anh chị em để ý là cây nó đang hoa nha. Đầu nó ra hoa rồi nè. Một cây văn nhân khá là đẹp. Cây bồ đề hàng xây kích 1 người B nặng. Cây bồ đề siêu già quý vị. Đặc biệt là bộ da. Bộ da trắng tinh rồi quý vị. Đây cũng hàng lâu năm rồi. Già trắng. Đây là dòng đọt đỏ. Khi nó ra đọt là đỏ nè. Đó, một cái cốt với nó là cũng khá là duyên dáng.
Nói về mà xây kích hàng bưng bê, cái bộ đề già lâu năm. Đây nè, cái thân nó dẹp chứ không phải là nó tròn. Đế thì quá tuyệt vời rồi, mà nó có một cái bệnh dẹp này đó, như cái vách đó, như một cái vách để dàn tay cành này. Qua không dàn tay già rồi, da trắng tinh. Đấy, một cái bộ đề siêu già. Vô cái nòng ba chân này cũng hay nữa nè, cũng tuyệt vời cái nòng ba chân. Wow, đế nó gối nhau hết cái chậu luôn rồi nè, nó cứng cái nòng luôn rồi, quá là già luôn, da trắng tinh. Anh chị em để ý cái vàng tay không? Wow, nó nục không? Ghê. Dạ, tuyệt vời, dạ. Cốt nó hay quá. Về chiều cao là 58. Từ mặt chậu, tán cũng là 58. Còn đo hết đế đây là 90. Tổng đế 90, mà nó cũng là kính một cái nọng này rồi. Kích thước cái nọng này là 40. Có một cây bồ đề phải nói là cực già. Chia sẻ anh chị em mình sưu tầm, giao lưu về chơi. Một cây dúi chân rễ, một người bê, quá nghệ thuật. Chia sẻ anh chị em mình giao lưu về chơi. Đây là cũng hàng quái nha, vô hệ hàng quái đó, hàng chân rễ. Cây này cũng sắp thay chậu rồi. Đấy, nó thuộc dạng ở trên này nó hai chân. Hai chân. Đây là phần thân. Trên này phần tán. Đặc biệt là cây này lá nhỏ mà cây này là siêu trái luôn quý vị. Một cây dúi siêu trái. Đây, cây này nó có một cái đặc biệt hay là coi là trái nè. Anh chị em thấy cây dúi mà trái kín cây chưa? Đó, một cây hàng mà thiên nhiên, hàng khai thác mà trái này, trái tích tới đầu cành phía dưới này luôn. Đây, trái quá trái luôn quý vị. Một cây dúi mà hệ quái mà hàng chân rễ mà. Wow. Đấy, cái này xả kẽm được rồi, xả kẽm là được rồi đó quý vị. Đây, trái nè. Nói chung cây này là cái tàn này là nguyên một cái tàn trái luôn đó. Nó chia sẻ anh chị em là nguyên một cái tàn trái của cái dúi này. Rồi đặc biệt bộ cốt nè. Rồi để Thanh Phú chia sẻ thêm về cái bộ cốt nè. Để chia sẻ mặt này đi. Nói chung là cây này hai mặt luôn. Đây là trước kia nó có những cái chân rễ nè. Cái chân rễ này là nó đi lên nè. Đây, lên tới đỉnh này là nó giao nhau giữa hai chân. Còn lại là cái này là cái chân thừa. Tức là cái rễ thừa nè, bỏ đi nhưng mà chưa lấy ra. Đây là chưa lấy ra nha. Đây, chưa lấy cái rễ thừa này ra nè. Nó là một cái thằng thành một cái cây mini nữa đó. Nhưng mà chưa lấy ra. Nếu anh chị em mình giao lưu là kiểu như mà giao lưu một được hai đó, về thành một cây mini cũng là hàng chân rễ nữa. Đó, về cái mình cắt tới đây, lấy cái cây này ra nè. Đó, cái lấy ra nó thành một cây mini. Đó, tạm thời là chưa lấy, còn để nè. Thì cắt cái phần rễ thừa dư đó. Hãy chia sẻ cùng anh chị em nghe hợp lý không? Quá hợp lý rồi. Mua một được hai, tức là kể cả một cái dáng đây là hai chân nữa nè. Rồi một cây mini này, cái dáng này cũng hai chân nữa nè. Về kích thước chiều cao là 56, tán thì 59. Tán 59, cao 56. Cái chậu này là kích thước là 32. Lục giác chậu 32. Cây này nuôi lâu rồi, cút chậu. Mặt nào cũng được hết á. Ê, chơi mặt nào cũng được. Nó hệ chân dài mà hệ quái mà. Cái dúi này là lá nhỏ mà trái quá trái luôn. Siêu trái luôn không quý vị. Trái rồi, siêu trái rồi. Rồi, ok, anh chị em mình săn lùng tri tìm và gặp được một cây mini bưng bê như thế này. Về mình thay vào cái chậu men đi. Thay qua chậu men rồi sẵn cái mình lấy cái cây mini này ra luôn.
nó thành 1 được 2. Một mini hàng khai thác sâm núi trái. Cây này cũng hay nè. Cây này già mà nuôi dần tàn, nó nuôi mà kiểu nuôi cắt giật á, nuôi bấm cắt giật, cái dần tàn dần xương nó cứng hết rồi. Trái quá, trái không rồi, mini thôi, bỏ bàn thôi, nhưng mà khá là chất. Hàng khai thác già. Đó, thân cúc thân nè, cúc thân lên 3 cành. Từ từ để Thanh Phú ngược cái máy lên anh chị em mình xem cái dàn xương ha. Nhỏ nhưng mà già, chất lượng lắm. Đây, đây dưới dàn chân nè. Thấy lực không? Mạnh không? Cực kỳ lực không? Để coi cái dàn xương thử anh, để anh chị em xem được cái dàn xương này không? Thấy dàn xương không? Giờ nó kín quá ha, nó kín dàn xương quá. Đây, dày nó cù hết rồi. Dàn xương này quá dàn xương, cũng khó quay đưa máy vô à. Mini nó nhỏ quá, dàn xương nó cứng rồi. Cái này mà vặt lá ra đó, nhìn nó mới phê quý vị. Vặt lá ra hết đi, nhìn nó mới đã. Hiện tại nó còn lá này mà nó cù cứng rồi. Anh chị em yên tâm cái mini này. Thì tỷ lệ chiều cao là khoảng 32, tán thì mình đo ngang đây thôi, nó khoảng 40. Đó, rồi còn cái eo nè, cổ eo nè, cổ eo này 20 nè. Chậu thì 23, chậu 23 thì chắc nó hơi nhỏ đi ha. Nhưng mà chậu tầm thêm chút nữa đi ha, khoảng 25, 27 gì, 28 gì đấy thì nó cân hơn, hơi nhỏ. Đó, hàng mini, cây hàng khai thác mà. Đây, đúng rồi, để Phú nghiêng nghiêng anh chị em xem này. Đấy, dàn xương ha. Đây, hàng dàn xương. Cái này mà đi chơi mà ship vào loại mini là ok ha. Đẹp tuyệt vời. Chia sẻ anh chị em một cây hàng khai thác. Cây này nó quá độc lạ đi. Trước hình ảnh anh chị em mình xem là thấy không biết cái dáng gì, không biết cái là cái kiểu dáng gì ngộ quá. Nhưng mà thật sự là để Thanh Phú phân tách và chia sẻ anh chị em mình biết cái cây này nó ra một cái dáng, một cái con chim chào màu. Đó, anh chị em mình nếu mà ai tín đồ mà chơi chim chào màu thì biết nè. Đây nè. Chứ còn nhìn tổng thể thì chưa thấy đâu. Trước tiên là dương lên đôi cánh ha. Dương lên một cái đôi cánh. Đôi cánh này châm cũng dần dâm nó cũng khá rồi nè. Đó, về thiên nhiên thì cây này không có đụng vô cái nhôm kẽm gì hết, chỉ bấm cắt trần cắt giật thôi. Thấy trái chưa anh chị em, thấy trái chưa? Dương lên một đôi cánh mà trái thôi kín luôn rồi đó. Rồi từ đôi cánh bắt đầu đi xuống nè. Mấy anh chị em mình mới hình dung ra được cái con chim nè. Đây, còn đầu già thì khỏi nói rồi. Đây, anh chị em mình này, hình dung đi. Đây nè, đây là một cái màu nè, cái chớp màu nè. Đây là mắt nè, đây là miệng nè, cái cổ nè. Nó đang ngoẹo cái đầu đây nè. Nó đang tung cánh nè ha, tạo một cái sự duyên dáng của một cái con chim đang uốn mình ha, vươn đôi cánh đi lên nè. Đó, về thiên nhiên hết, không có đụng vô nhôm kẽm gì hết. Đấy, chị em xem. Tuyệt vời không? Độc lạ. Nói gì hàng mini thì quá độc lạ luôn. Đấy là thiên nhiên ban tặng, chứ còn mình không có nắng nót, không có chỉnh sửa, không có gì để được đâu. Già thì anh chị em mình yên tâm rồi. Về cốt nè. Đây nè, bên này thấy đây cái cổ nè. Đây nè, đây, anh chị em mình nhìn là giống không? Đó, ha, mắt nè. Đây, cái ức nữa nè, mỏ nè. Giống ghê chưa? Đó, dương đang dương đôi cánh. Còn trái thì thôi quá rồi. Đây là một cây sam trái. Sam trái quý vị hàng khai thác. Quá không? Nô già. Hay không? Đây nè. Phân biệt anh chị em mình thấy được rồi nè. Có những cái rãnh nè để tạo nên một cái con chim đang dương hai đôi cánh hai bên nè. Đó, hay không? Chia sẻ hơi lâu quá. Kệ anh em xem những cái mà nó là lạ, nó cũng vui vui.
thấy có thể anh chị em mình sưu tầm đi, sưu tầm gì chơi. Đó, kích thước này thì cao khoảng 40 thôi. Đó, cao 40 thì tán nó cũng rơi tầm đó. Còn thân nó đây, thân này thì tầm chắc cũng là trên dưới 20 gì đấy. Chậu này chậu cũng gần 20. Đó, rất là chỉnh chu chưa. Khéo ngàn. Nhìn xương nhìn dâm. Cây là cắt theo tự nhiên luôn, không có đụng kẽm hay là đụng gì vô trong này hết. Hay chưa? Đó, đáng anh chị em mình sưu tầm chơi nè. Hàng độc lạ mà sáng sáng cái mình bê, mình đi những cái hội quán cà phê đó, những cái hội quán cà phê bonsai đó mình chơi. Quá tuyệt vời. Đấy, tiếp theo là một hàng mini nè. Hàng mini mà cầm tay á cũng hơi nặng nặng xíu thôi. Đây, hải châu. Nhỏ thôi nhưng mà đây cái tán nè, cái trái nè, hoa trái nè, cốt đây, đổ treo đấy, đổ treo, cốt đổ treo hay không. Nhỏ thôi nhưng mà rất là xinh nha. Nếu mà đi chơi cà phê đồ, cà phê bonsai rồi các cái hội quán mà anh em thường hay tổ chức đó hàng tuần đấy thì chơi thì quá ok luôn. Hải châu tán không, phiêu không, nhìn quá phiêu cây. Đây hướng này nữa nè, quá phiêu một cây hải châu không. À không, đây có một cái cục này rất là to nha, rất thiên nhiên nha. Đây xây qua đây anh chị em xem tán nè, dày cũng dày hết rồi. Sắp tới là làm tán trái này dễ thương quá, thật sự quá dễ thương. Cái này thì tán nó, nếu mà sổ tán thì khoảng chừng 25 27 gì đó. Cái cục này cũng tầm mười mấy rồi. Đó, lên cái chậu này cũng khéo, cái chậu tàu mà tàu tàu ống nè cũng tầm gần 20. Nói chung là cái hàng mini này là nên chị em là sưu tầm sáng sáng mang đi chơi ok, hay là có hội quán cà phê rồi đó, quá tuyệt vời. Rồi kết thúc video quý vị ơi, Thanh Phú chia sẻ một vài tác phẩm bonsai thôi. Anh chị em mình sưu tầm gì chơi, có những hàng mini, siêu mini, những xây kích bưng bê. Rồi cảm ơn anh chị em đã xem hết clip. Có Zalo hoặc gọi điện trực tiếp để giao lưu quý vị. Anh chị em mình gặp gỡ Thanh Phú. Rồi hẹn lại quý vị anh chị em mình video sau. Thanh Phú xin chào.